Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một dòng đẩy rất quen thuộc, và năm trước em bán cho các bác rất là nhiều. Dòng men công suất nguồn xung TSG nhé. Dòng chuyên trị phun đôi côn 100 ấy. Chuyên trị phun đôi 40 côn 100. Cái bọn này nó về được từ tuần trước rồi, nhưng mà có mỗi loại nó có vài con này, em cũng ngại em chẳng quay video. Thì hôm trước có mấy anh em hỏi em là sao tuần này không bán đẩy nữa. Thế hôm nay em quay như mỗi loại có 2-3 con, nhưng mà toàn con em chọn đẹp xuất sắc rồi các bác nhé. Từ trước giờ em bán đẩy thì những cái bọn TSG thì V8800 này mặt nó được như này là rất đẹp rồi. Tại vì đa số là những cái bọn này bên kia là về mặt nó cũng xước xước rồi. Nó còn được như này là quá đẹp rồi. Đấy, còn quan trọng nhất là cái ruột gan này các bác này. Mạch class H nhá. Nguồn xung của class H rất là lành luôn. Đấy, con này tổng công suất của nó là 6000W, chơi phun đôi côn 100, bao tất cả các loại phun đôi côn 100, phun 40 nhá, 100. Đấy, 6 tụ nguồn 200V này. Và tụ nguồn rất là đẹp nhá. Không bao giờ em bán những cái hàng tụ lồi mà tụ gần hỏng như các bác đâu nhá. Đây, đằng sau thì tí lau thì phát nữa là sạch tinh thôi. Đấy, DSi với đây, công nghệ Mỹ. Vang 3G, vang 3G cũng tiếp tục về được tại vòng thứ 2 chủ quan nữa. Đấy, những cái dòng 3G em làm bây giờ toàn làm dòng 2X các bác nhé. 2X là cái dòng bản 32X của 3G rồi. Và cái bản đầy đủ linh kiện ấy, có cả bo chống hú đấy. Đấy, con nào cũng đẹp, mỗi con này em mất 2 cái núm. TSG thì có 2 con, TSG có 2 con. Và cái bọn Saltanda này, Saltanda này cũng là nguồn xung đánh phun đôi 40 nhé. TSG thì giá là 6.300.000 bao ship các bác nhé. 6.300.000 một con bao ship. Đấy, trong clip này bác nào mà ưng con nào thì liên hệ trực tiếp với em. Thì em sẽ lôi con đấy ra, em chụp ảnh em test rồi em gửi vào Zalo cho các bác nhé. Đấy, chứ tại vì nó mấy loại liền nên làm clip, mà một clip thì nó rất là dài. Test từng con một nó rất là dài. Đấy, báo có hàng luôn. BF 2100 đây, của một bác khách nâng cấp. Rất là đẹp, hàng này năm trước em bán này. Zin nguyên bản các bác nhé. Đẹp dã man luôn đấy. Con này 4 triệu đây. 4 triệu bao ship. Con này là cái dòng rất nhiều anh em hỏi này. Đấy, lần trước em lấy về em bán mỗi tuần hết. Lấy về bán mỗi tuần hết hơn chục con. 3 kênh 600, 600, 1000. Martin Brazier. Chuyến này vẫn thế thôi. Đấy, cước nó tăng lên một chút nhưng mà giá vẫn 4 triệu thôi nhé. 4 triệu bao ship. TD7, 2 TD7 này thì với một anh lấy một con rồi. Đấy, TD7, TD9, TD12 em đều còn các bác nhé. Thì bác nào mà có nhu cầu mua con nào thì bảo em nhé. Bảo em để em test video, em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác nhé. Đấy, tại vì bây giờ thì hầu như là ai cũng dùng Zalo, Facebook hết rồi. Đấy, có gì cứ kết bạn xong là trao đổi qua hình ảnh video cho nó dễ các bác nhé. Hai con TSG rất đẹp, bác nào mà sách đi sự kiện đánh sung thì quá ok luôn, tiếng rất là hay. Rồi, bác nào có nhu cầu món nào thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967851866. Em ship siêu đê toàn quốc, nhưng mà đối với những khách hàng mua lần đầu thì vui lòng cọc tiền cước giúp em nhé. Đấy, như đẩy này là cọc 300.000 em mới ship các bác nhé. 3.000 chưa được 10% của tổng giá trị của sản phẩm. Nhưng mà em chỉ cần cọc được một cái tiền cước một chiều thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.